Ngày 8 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Thị Thanh, 73 tuổi, quê Thanh Hóa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, năm 2012, bà Thanh chuyển đến thuê trọ tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Tại đây, bà Thanh làm nghề buôn bán rau, trái cây. Từ năm 2019 đến năm 2021, thông qua quen biết, bà Thanh thường xuyên vay tiền của 4 người tại huyện Đắk Đoa với lý do để đáo hạn ngân hàng và trả góp lãi đầy đủ. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, cũng với lý do cần tiền để đáo hạn ngân hàng, bà Thanh tiếp tục mượn tiền của hai người phụ nữ 8,5 tỷ và 5,1 tỷ đồng. Đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, bà Thanh bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên các bị hại làm đơn trình báo gửi cơ quan công an. Đến tháng 2 năm 2023, bà Thanh bị bắt sau thời gian dài trốn lệnh truy nã. Quá trình điều tra, bà Thanh thừa nhận có mượn tiền của các bị hại và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau khi đáo hạn xong, bà Thanh đã trả lại đầy đủ gốc lãi cho các bị hại. Tuy nhiên, khi trả tiền đã quên lấy lại các giấy mượn tiền. Qua xác minh tại các ngân hàng trên địa bàn, cơ quan điều tra xác định bà Thanh không làm dịch vụ đáo hạn nợ cho người vay tại các ngân hàng. Thực tế, sau khi mượn tiền, bà Thanh không sử dụng để đáo hạn cho ai mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.